Chương 19 tự động hóa với batch scripting. Chúng ta cũng quan tâm đó là phải làm một số cái tác vụ cơ bản của viết script trong Shell, sử dụng các biến và đầu ra đầu vào rồi bình lọc. Thế thì kỳ thi còn hỏi ngay sau, đầu tiên là cần phải chạy được các câu lệnh if rồi test rồi dấu điều kiện. Sau đó sử dụng cấu trúc lặp như là for chẳng hạn, hoặc while. Sau đó thì tiến hành là xử lý đầu đầu vào rồi xuất kết quả ra. Nói chung của em khó lắm. Thì những tên chúng ta học tất cả về cái mà chúng ta hãy học để dùng áp dụng một số SEO cơ bản để làm công việc thôi. Ta sẽ vào phần function luôn đi. Cái này không khó hiểu. Về cơ bản ấy thì thằng shell script là một danh sách các câu lệnh mà chạy tuần tự với một số các cái logic bên trong. Chúng ta có thể cho phép chúng ta xử lý theo nhiều hướng khác nhau, và bắt đầu đơn giản với cái shell đơn giản đó là cái shell đầu tiên. Chỉ đơn giản là xóa hình này, clear echo in ra màn hình là hello world và cùng là thoát. Có cái thằng này chuẩn bị vậy chắc rồi, chuẩn bị được v s1 chấm s2. Nào. Clear. Echo. Xong. Xóa hình. Thoát ra thì đây chúng ta đầu cái C3 nó cái như này để khởi động để viết đoạn script bằng cái lệnh trình bash. Sau đó ta sẽ skip được khởi động từ một cái shell char của nó, shell đang hiện tại là shell char, shell chính của nó, sau đó đẻ shell con chạy lệnh này. Trong shell con này thì những câu lệnh được chạy này, câu lệnh đó để biên dịch bằng bất kỳ cách nào đó để làm rõ ràng hơn, chúng ta có thể dùng là C shell hay là bash shell hay là con shell, nhưng chúng ta ghi rõ để dùng bash shell. Cái này như là cái thằng bash hoặc perk được đây, perk này thì tốt nhất chúng ta bắt đầu bạn skip với một cái shebang. Shebang để đảm bảo rằng skip chạy đúng cái shell chúng ta muốn. Dụ như không chạy con shell hạn thì để làm này đảm bảo không có lỗi. Nếu mà chạy con shell ấy, là kiểu trên thằng Unix hay con shell thì chúng ta mà để không có dấu bin bash này nó sẽ chạy thẳng thẳng con shell luôn, dẫn đến là nó sẽ sai, nó không đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Thì chúng ta sẽ chuyển sang đây. Sau cái shebang thì một phần nữa giải thích cái script đi kèm ghi chú. Thường mình ngại đoạn này. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang phần ghi chú đó, tờ dấu thăng. Ngọn thế thôi.
Ở phần cuối script chúng ta thêm một cái là exit 0. Exit 0 này thì yêu sẽ cho thằng cái shell ở ngoài ấy, cái shell mà nó đang chạy biết rằng là chương trình đã thành công. Còn nếu mà cái số khác thì sẽ không thành công, exit 1, exit 2 hẳn nghĩa ý khác. Kiểu như là hình C ấy, chúng ta thường return 0 ở cái phần main là như vậy. Để lấy được cái giá trị kết thúc của chương trình, chúng ta dùng lệnh là echo đô la dấu hỏi. Chúng ta chạy lại này. Echo đô la hỏi này. Thì không này, nó đổi thằng này là ghi lại. Exit là 1 đi, 12 đi. 30 đi, nó vui vẻ. Lại nào. Xong, đấy chạy lại thằng này. Cái trâu lại nó sẽ là 20. Không là gì, không thì kết quả echo này thành lại không. Echo ở trên này sẽ là kết quả gì này. Ta cần phải chuyển sang như mình làm nữa là có cmod x cộng x là execute cho phép chạy được cái lệnh script này. Nếu không dùng bash. Bash là s1. Nó cũng chạy bình thường. À, chúng ta có thể lưu trữ ở script bất kỳ chỗ nào chúng ta muốn, và nếu chúng ta không lưu trữ được thì chúng ta phải chạy để thêm đường dẫn vào để cho nó có thể tìm được, hoặc không chúng ta cần lệnh là chấm ở đoạn script này. Đoạn script này mình làm đây nó đây là vẫn tại hiện tại vẫn lại tại. Còn nếu để trong phần đường dẫn của phát thì khác. Thì trong thằng local bin này được thử đấy nào nha. Mù thằng này S1 sang là ngã mãi này. Đúng ạ. Rồi. Home study no chấm local chấm bin nào. Không có. À, home study bin. Không bin luôn. À, thêm một cái. Và rằng S1 này sang là yeah. Đó, không có gì đâu. Gõ lệnh này không ăn S1 là không ăn thua đúng không? Bây giờ gõ luôn S1 cái gì ghét gì nhá, gõ S1 nó sẽ được trên đường dẫn đường phát nó có thế thôi. Chúng ta làm script khác thì nó sẽ đơn giản vậy, không gì mới cả. Rồi sử dụng biến trong biến vào đầu vào vào thì lúc bắt script thì có nhiều việc, rất nhiều việc.
một điều rất hay ho là có thể làm việc những con biến và đầu vào để đảm bảo cái script có thể linh hoạt xử lý. Chúng ta hãy làm cái biến này. Đầu tiên là biến là positional parameter, tức là khi là script chúng ta phải dùng các thông số đầu vào, một thông đầu vào thì là bất kỳ gì nó có đặt phía sau cái lệnh script đó. Ví dụ như là user s Lisa chẳng hạn thì Lisa chính là đầu vào, còn user s ở đây ta có tiếp là người dùng với cái tên list có thể tạo ra như thế. Thì cái Lisa ở đây đóng vai trò như là cái đô la 2, còn đô la 1 chính là cái user s có lệnh. Chúng ta sẽ thử xem cái ví dụ là 19.2 ta có một cái script này. Rồi, thử luôn. Thằng F1 này. Mù vậy à? Mù. Home. Sửa luôn này nhanh. Rất là nghĩ nhiều. Ta có là echo. Echo là một. Echo là hai. Echo là ba. Ta thử nha. S1. Một này. Hai này. 3. Ta có 3, đó là cái giá trị đầu vào. Bây giờ chúng ta thử hát xem nào. Nếu bây giờ là đô la 4 thì xảy ra cái gì? Đâu, nó đi vào hai số. Thì nó bỏ trống, dấu trống này. Tiếp theo chúng ta sẽ là cái đô la thể là danh sách tất cả các cái chữ xong cái tất cả các cái đầu vào của nó. Lại VS hãy bỏ đi. For key in đô la a còng do done ông lập echo đi rồi. Lỗi cạnh từ khóa echo. Đầu tiên là mỗi ba ở trên, sau đó sẽ chuyển mỗi ba nữa. Đây có hai sao? Hai thì một hai một hai. Đó. Đó giờ bây giờ thứ ba nó bị không có đâu, không ra. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang cái tiếp theo đó là đô la sao. Đó là số đếm thuộc tất cả số lượng thế này là bao nhiêu, thì có đếm số lượng là bao nhiêu cái đầu vào, còn đô la a còng là danh sách hoặc là chuỗi hoặc là mảng các cái đầu vào của nó. Thử nhá, ta sẽ thêm vào này nữa. Echo đô la thằng tức là có vào của nó là 7654 chẳng hạn. Rồi.
Tờ phát ta có là 6 đầu vào. 1 2 vậy. Đầu vào có 1 2 1 2 7. Có 3 đầu vào đúng không? Còn thì là 1 2 3 7 3 cái đầu tiên cho nó 6 7 6 và có sâu vào. Theo. Cái hơi lắm tại khái hình pho thôi. Đồ đu đăn gì cả. Tiếp theo ra làm việc với cả cái này thì không được, để em tạm nhá.